Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, đầu giờ chiều ngày 30 tháng 11 năm 2022, kênh xin được cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thì thưa bà con, liên tiếp những ngày giá đi xuống và chững lại ở mức giá rất thấp, thì sáng ngày hôm nay giá mít đã có sự nhóng nhẹ lại, tuy nhiên cũng không đáng kể bà con ha. Nhưng mà dù là ít đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là đỡ lo lắng phần nào. Đó, nó đã giảm cái đà đi xuống rồi, thì hy vọng chững lại ở đây và chờ xem tình hình như thế nào, thị trường như thế nào, để mà xem cái tình hình mít Thái. Chứ thực sự bán ở mức giá này thì đa phần bà con đều lỗ hết. Tại trong thời điểm giá mít xuống thấp thì hầu như vừa không có mua mít nhất hay là kem lớn, mà chỉ mua là mít ba, mít chợ. Đó, và bắt mít ra tới vựa thì là đa phần là bị đánh rớt xuống mít ba, mít chợ hết, cho nên thương lái cũng lỗ. Mà thương lái vào vườn mua gọi là phân loại khó quá thì cũng tội nghiệp cho bà con. Đó, trong giai đoạn này thì cố gắng để mà duy trì và vượt qua giai đoạn này để chờ xem tình hình sắp tới như thế nào ha bà con ha. Cụ thể chiều ngày hôm nay tại khu vực Tiền Giang mít nhất 11, mít nhì là 7.000, mít ba là 3.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh mít nhất là 10.000, mít nhì là 6.000, mít ba là 2.000 đồng. Ở tại khu vực miền Đông mít nhất là 8.000, mít nhì là 4.000, mít ba là 2.000 đồng. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tuy nhiên tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển mà giá sẽ còn bị mua thấp xuống từ 1 đến 2.000 đồng nữa. Và có nơi cũng đã tiến hành mua xô, giá dao động từ 4 đến 5.000 đồng nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.